Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 296, Kinh Lâm Phương ra khỏi phủ khang quận Vương về thẳng, chi thứ hai trần ra, kể lại những lời mà Lâm Di nói cho nhị lão thái thái đồng thị nghe, tổ mẫu nói xem, Lâm Di nói thật hay không nhị lão thái thái đồng thị vuốt ve miếng ngọc bên người, đúng là chuyện mà bọn họ có thể làm ra. Phù Quảng Bình Hầu từ trước tới giờ đều rất biết cách ra vẻ, như việc lần trước Quảng Bình Hầu lấy chuyện lều cháo quá ít cháo khiển dân chết để dâm huyết thu, trước đó bọn họ còn tưởng rằng huyết thư ép hoàng thượng lập chữ. Ngũ Vương Phù cũng nghe được tin tức này nên mới không măn cản, ngược lại còn âm thầm thúc đẩy không ngờ rằng lúc Quảng Bình Hầu dâng huyết thư lên nội dung bên trong biến thành tố cáo quan to quý tộc trong kinh dùng tiền mua lúa gạo mở lều cháo để xây tháp Phật. Quảng Bình Hầu diễn vở kịch này quá tốt, trước đó phía bà ta vậy mà không phát hiện ra. Lâm gì cũng rất mưu ma trước quỷ, ra vẻ bởi vì chuyện nhà mẹ đè mà cãi nhau ầm ĩ với Khang Quận Vương, để Khang Quận Vương đuổi theo gia phủ làm cho người ta cảm thấy Phủ Khang, Quận Vương và Phủ Quảng Bình hầu cãi nhau là vì chuyện tranh giành chữ vị. Lâm Vương nói, "Cháu cảm thấy rất kỳ quái, chẳng phải là Khang Quận Vương qua lại rất thân thiết với nhà quốc cựu ư? Sao không làm theo ý của Thái hậu nương nương mà lại chiều theo ý của Lâm Di giúp Phủ Quảng Bình hầu? Mang tiếng là tôn thất mà còn bị Lâm Di dắt mũi, đúng là vô dụng." Tổ mẫu còn bảo Khang Quận Vương rất thông minh, nhưng cháu thấy hắn còn chẳng bằng cả chính thanh nhị thái thái đồng thị nhìn về phía lâm phương cho cháu qua đó thăm dò vậy cháu thăm dò được cái gì rồi lâm di có tin vui thật à lâm di nằm trên giường nghỉ ngơi vẻ mặt hồng hào trái trái phải phải đều là hạ nhân vây quanh hầu hạ lão thái thái nhánh cả còn sợ như thế vẫn chưa đủ nhắn nhủ này nọ có vẻ là thật cho dù là mang thai thật thì cũng chẳng có gì kỳ lạ ai chẳng thể mang thai chứ nhị lão thái thái đồng thị nhấp hớp trà thoáng xuất thần lâm di có nhà họ nhân giúp đỡ nên tìm được lang trung cũng không có gì lạ chỉ cần có lang trung bằng lòng đi nhiệt hà thì tiền bạc và dược liệu đều có thể góp được cho dù chuẩn này có thật hay không đều phải báo tin về nhiệt hà lỡ như bên này làm rậm làm rộ đi thật vậy bên nhiệt hà cũng nên có chuẩn bị trước hai bà cháu nói đến đây nhị thái thái điện thị bước vào nhìn thấy lâm phương ăn mặc mộc mạc như vậy thị không nhịn được hơi nhíu mày trời cũng không còn sớm lâm phương phải trở về nhà họ lâm điền thị tiễn lâm phương ra cửa khi hai người đi tới khúc cua của hành lang lâm phương chợt nhớ tới kinh phật của điền thị cho con thêm mấy quyển con chép tặng cho ngũ vương phi điền thì lập tức nhíu mày con chép kinh phật cả ngày có học được việc bếp núc nào không lâm phương cười mẹ chồng bảo chờ qua chuyện này sẽ giao quyền quản lý nhà cửa cho con. Con bảo con không biết, mẹ chồng còn định chỉ dẫn con từng bước đấy. Điền thị quay đầu nhìn Lâm Phương, Lâm Đại Thái Thái nói thế thật à? Sao mà giả được, Lâm Phương nói, con biết ai tốt ai xấu với mình mà. Điền thị vẫn không yên tâm, còn cô ra. Lâm Phương đỏ mặt, cũng rất tốt với con, mấy ngày trước mẹ chồng định nhét nha hoàn của bà cho chàng mà chàng không chịu, nha hoàn bên cạnh con chàng cũng chẳng thèm liếc một cái. Mỗi lần hỏi về chuyện này Lâm Phương đều nói thế. Điền thị nói, đừng nhìn mỗi mấy việc này, phải xem trong lòng hắn có muốn đối tốt với con thật không? Con có biết hắn suy nghĩ gì trong lòng không? Lâm Phương nắm tay Điền Thị, mẹ yên tâm đi, sao con không biết được chứ? Con nói gì chẳng cũng nghe. Lâm Phương nói đến đây, Điền Thị rút tay ra vuốt tóc mái cho nàng ta, con đấy con trẻ phải ăn mặc đẹp đẽ một chút giữ chặt trái tim của cô ra nhanh chóng sinh hạ vài đứa bé lâm uyển với lâm di đều có thai hết rồi con gả đi cũng đã được một thời gian rồi nếu như vẫn không có cách nào thì chỉ sợ sau này sẽ có người mượn cớ nói ra nói vào lâm phương củi đầu nhìn tay áo mộc mạc của mình trong lòng bỗng cảm thấy chua xót nhưng lại nhớ tới ánh mắt dịu dàng của lâm chính thanh thì trong lòng lại ngọt ngào trở lại mẹ yên tâm đi con biết mà. Lâm Chính Thanh Tan làm trở về, Lâm Phương kể hết những chuyện xảy ra ở Phủ Khang Quận Vương cho hắn nghe. Ta thấy lục muội của ta rất tin tưởng Khang Quận Vương đấy. Lâm Chính Thanh hỏi, nàng có nói thêm gì không? Lâm Phương cúi đầu, còn nói gì được nữa, dẫu gì đây cũng đều là chuyện riêng của con nhỏ đó. Ta thấy như thế cũng tốt, Phù Quảng Bình Hầu bị Khang Quận Vương lợi dụng, sau này cũng bớt phiền chúng ta. Lâm Phương đặt kinh thư trong tay lên bàn, lúc ngẩng đầu lên thì loáng thoáng thấy được nụ cười lạnh bên khóe miệng của Lâm Chính Thanh, bỗng nổi ra gà khắp người. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau Lâm Chính Thanh lại cười, nàng ta là muội muội của nàng đó. Lâm Phương mở to mắt, muội muội gì chứ, lớn lên ở nơi khi họ cò gáy con giả vờ như tiểu thư cành vàng lá ngọc, lúc nào cũng tỏ vẻ đắc ý vinh váo, nhìn mà thấy ghét nịnh nọt lão thái thai nhánh cả ghê lắm mới được gả cho khang quận vương đấy. Tổ mẫu của ta cũng rất tốt với nhà nó, nhưng bọn họ ngoài một kiểu trong một kiểu, không cùng chí hướng với chúng ta. Dứt lời nàng ta Lâm Chính Thanh, ta nói sai sao? Không sai, Lâm Chính Thanh củi đầu, nụ cười sán lạn như ánh nắng, nàng mẫu mực hiền lương, nào có sai lầm gì? Dứt lời hắn cầm lấy kinh Phật trên bàn đưa cho Lâm Phương, lại chép kinh vật dâng cho ngũ vương phi à lâm phương gật đầu ngũ vương phi rất thích kiểu chữ khải của nàng ta lâm chính thanh cười nói mau đi đi ta còn phải xem công văn giọng của lâm chính thanh rất dịu dàng làm lâm phương đỏ mặt ta qua đó đây lâm chính thanh cầm lấy tay của lâm phương ánh mắt thâm đẫm sự dịu dàng không chỉ chép mà còn phải hiểu rõ ý trong đó ngũ vương phi cũng chẳng phải người dễ lừa nếu như Vương Phi bảo nàng nói chuyện Phật Pháp trước mặt người khác thì chẳng phải là nàng sẽ chịu xấu hổ ư. Chuyện gì trượng phu cũng nghĩ cho mình, Lâm Phương vui như mở cờ trong bụng. Ta có nghe mẹ nói qua một chút, lại mời sư Thái Chùa Quảng Tể giảng thêm cho ta. Ý cười trên mặt Lâm Chính Thanh lại càng đậm hơn, thể ta yên tâm rồi. Lâm Chính Thanh cười hiếp mắt rồi đưa tay sửa sang cổ áo cho Lâm Phương, ngón tay lướt ngang qua cằm nàng ta bây giờ phải chuẩn bị tốt sau này mới xuân sẻ được có ân báo ân có thù báo thù chẳng phải rất tốt sao lâm phương khẽ gật đầu lâm chính thanh quay qua chỗ khác cười mỉa mai trong phủ khang quận vương chu lão phu nhân cầm chàng hạt tựa trên giường êm thỉnh thoảng nhìn về phía cửa bên ngoài vang lên tiếng bước chân thân ma ma đi tới chu lão phu nhân ngẩng đầu lên sao rồi vẻ mặt của thân ma ma rất khó coi tín thân vương phi nói hoàng thượng đưa tấu trương của nhà họ chân cho tín thân vương xem một lượt rồi bảo tín thân vương ra ngoài điện dưỡng tâm đứng chờ tín thân vương đứng chờ ngoài điện dưỡng tâm tròn ba canh giờ nội thị mới ra truyền tin bảo tín thân vương xuất cung thời tiết như thế này mà đứng chờ ngoài điện dưỡng tâm tròn ba canh giờ đây chính là đang có ý trách phạt mặt của chu lão phu nhân bị ánh đèn chiếu vào khiến vẻ tái nhợt càng rõ ràng hơn. Có nói với tín thân Vương Phi là đánh bằng roi cũng không sao, chỉ cần giữ lại mạng là được, nếu ở tù thì cho dù thời gian ngắn. Có nói là, thân ma ma nhìn xung quanh, trong phòng yên tĩnh không có người nào khác, bà ta mới lấy cuộn thiệp ra đưa cho chu lão phu nhân. Tín thân Vương Phi nói chắc chắn sẽ giúp đỡ, chỉ là bảo nô tỳ trả cái này cho lão phu nhân vì chuyện của Nguyễn Cảnh nên bà ta đã đưa cho tín thân vương phi mấy trăm mẫu ruộng tốt, bây giờ tín thân vương lại trả giấy tờ, tức là không muốn cứu giúp thêm nữa. Chu lão phu nhân cầm lấy giấy tờ, ngứa họng ho khan hai tiếng. Thân ma ma vội bước lên phía trước vỗ lưng, người đừng lo, đừng lo, nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt. Nhà họ chân đang cố bắt lấy chuyện có người muốn giải vây cho đại lão gia nên mới cắt đầu lâu của đại thái thái giấu mất. Nếu chuyện này được kiểm chứng rõ ràng, nói không chừng còn có thể cứu vãn. Chu lão phu nhân ngẩng đầu nhìn thân ma ma, ngươi nói gì? Thân ma ma nói, nô tỳ xin tín thân vương phi nhọc lòng nhiều hơn. Trên mặt Chu lão phu nhân hiện lên một nụ cười lạnh, tín thân vương phi đang thăm dò ngươi, xem có phải là chúng ta thuê người làm việc này không. Thân ma ma bối rối, sao lại thế, sao chúng ta lại làm ra chuyện này được? vẻ mặt của chu lão phu nhân trầm xuống bây giờ ai ai cũng đang bo bo giữ mình nếu như có thể đẩy lên người chúng ta tín thân vương cũng có thể giải thích với hoàng thượng thân ma ma mở to mắt rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta là ai mà lại ác độc đến thế ngay cả người chết cũng không tha chu lão phu nhân nhìn ngọn nến đang nhảy nhót còn có thể là ai không phải nhà họ chân thì chính là kẻ muốn đối phó với bà ta vậy thân ma ma bưng trà nóng tới cho chu lão phu nhân đã mất giấy nghiệm thi ít nhất là vụ án này sẽ không kết thúc sớm không còn dây nghiệm thi thì vẫn còn nhân chứng ngỗ tác nghiệm thi ban đầu vẫn có thể làm nhân chúng chu lão phu nhân đã hai đêm tiền ngủ không được ngon đôi mắt lờ đờ suýt nữa là rơi lệ thân ma ma nhỏ giọng khuyên nhủ người nên nghỉ ngơi nhiều một chút lỡ như người nằm xuống còn ai sẽ giúp đại lão ra nữa hồi câu sau chu lão phu nhân mới gật đầu thân ma ma vội vàng bảo người ta tới trải giường hầu hạ chu lão phu nhân nằm xuống nhà hoàn bưng đèn đi trong phòng dần dần tối xuống ngực của chu lão phu nhân như bị tảng đá đè nặng khiến bà ta thở cũng thấy khó khăn khó khăn lắm bà ta mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên một tiếng hét thảm thiết chu lão phu nhân chừng to mắt trái tim hoảng hốt đập nhanh không ngừng ai chu lão phu nhân hét lên một tiếng trong bóng đêm nhưng vẫn không có ai bưng đèn vào mà ngoài kia lại có tiếng sột soạt chu lão phu nhân đưa tay đè ngực quát lên ai đó qua một lúc lâu mới có ánh đèn hắt tới đinh hương đang trực đêm bên ngoài vội vàng chạy vào chu lão phu nhân nhìn thấy ánh đèn thì mới cảm giác được quần áo mình đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm xảy ra chuyện gì thế giọng của chu lão phu nhân trở nên khàn khàn đinh hương vội đáp là trong nội thất, chỗ lão thái gia, nô tỳ vẫn chưa đi hỏi. Chu lão phu nhân ngồi dậy, Đinh Hương lấy quần áo hầu hạ Chu lão phu nhân mặc vào, rồi đỡ bà ta đi vào trong nội thất. Trong nội thất cũng có mấy ngọn đèn đang sáng, hai tiểu nha hoàn bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tới giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Mà mà thì đang đứng bên cạnh giày ta. Bọn hạt nhân nhìn thấy Chu lão phu nhân bền vội vàng đi lên trước hành lễ chu lão phu nhân nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc này là ai hết? chương 297, giận. Hai nhà hoàn đứng cạnh run dày quỳ phịch xuống. Một người trong đó nói, là nô tỳ lão thái gia. Lão thái gia đột nhiên ngồi dậy, làm nô tỳ giật mình. Lão thái gia đã nằm liệt giường biết bao nhiêu năm, sao nay lại đứng dậy được? chu lão phu nhân nhíu mày đi vào phòng nhìn. Tấm rèm xanh đã bị kéo ra, trong phòng đốt ba ngọn đèn hai ba đứa nha hoàn đứng đó thỉnh thoảng lại nhìn về phía giường chu lão thái gia nằm im lìm trên giường không khác gì với bình thường nhà hoặc sợ đến khóc thét chu lão phu nhân liều mạng dãy rủa dùng móng tay dài cào rách mưa u bàn tay của chu lão thái gia nhìn chằm chằm đinh hương đứng bên cạnh mình đinh hương toát mồ hôi lạnh cuối cùng cũng gắng sức kéo tay của chu lão thái gia ra được chu lão phu nhân nhìn nha hoàn đứng sau lưng mình lão thái gia ngồi dậy hồi nào nha hoàn kia trợn tròn mắt im lặng một lúc lâu rồi bỗng dưng quỳ xuống nô tỳ nhìn thấy thật tạ à? nô tỳ đang đứng nói chuyện với ngân xuyền ở bên cạnh thì bỗng nhiên thấy lão thái gia đứng dậy lão thái gia còn túm lấy ngân xuyên nữa ngân xuyền nghe kim xuyền nói thế cũng quỳ xuống là thật là thật ạ. À? nô tỳ thật sự cảm giác được có người tùm mình không phải là lão thái gia túm nô tỳ hai đứa nha hoàn nói lắp bắp chu lão phu nhân đi tới ngồi xuống bên giường dường như chu lão thái gia đang mở mắt chu lão phu nhân thấy thế bèn bảo đinh hương cầm một ngọn đèn tới giỏi để ta xem một chút đinh hương đưa đèn tới chu lão phu nhân vén rèm lên cùi người xuống xem quả thật chu lão thái gia đang trợn tròn mắt nhưng không có gì khác thường cả đinh hương nói hẳn lão thái gia bị đánh thức Lang trung đã chữa trị lâu như thế bệnh của lão thái gia vẫn không đỡ hơn sao bỗng đứng dậy trong đêm hôm khuya khoát được chứ hai đứa nha hoàn kia chắc chắn nhìn nhầm rồi miệng chu lão thái gia mấp máy như có lời muốn nói chu lão phu nhân nhìn bờ môi đang run rẩy kia chậm rãi củi người xuống muốn nghe ngay lúc đó một bàn tay bỗng vươn ra bóp chặt cấy cổ bà ta cánh tay gầy tựa cành khô nhưng dường như có thể cắm sâu vào da thịt bà ta chu lão phu nhân cảm thấy mình sắp tắt thở, đinh hương vội la to, nhanh. Lão thái gia, ngài buông lão phu nhân ra đi, đôi mắt chu lão thái gia trọn to, răng đầy tia máu, nhìn chu lão phu nhân chằm chằm muốn rách cả mí mắt, tay gần như dùng hết sức để bóp. Miệng ông há thật to, thờ phì phò, mùi thảo dược lâu ngày thối hoác tấp thẳng vào mặt chu lão phu nhân, bà ta cảm thấy hơi thở ấy vừa lạnh lại vừa hôi cộng thêm cánh tay đang bóp chặt cổ khiến bà ta không thể nào thở nổi. Ngươi, ả à đàn bà ác độc này, giọng nói chu lão thái gia khàn khàn, mọi người trong phòng rối loạn. Nhà hoàn muốn kéo tay của chu lão thái gia ra nhưng không dám dùng sức, dẫn tới tình cảnh rằng co giữa chu lão phu nhân và chu lão thái gia. Chu lão thái gia không biết lấy sức ở đâu ra mà cứ túm chặt lấy cổ của chu lão phu nhân không chịu buông, người ông cũng theo đó mà ngồi dậy, đôi mắt dưới ánh đèn dữ tợn như ma quỷ. Nhà hoạt sợ đến khóc thét, Chu lão phu nhân liều mạng dãy rủa, dùng móng tay dài cào rách mơ u bàn tay của Chu lão thái gia, nhìn chằm chằm Đinh Hương đứng bên cạnh mình. Đinh Hương toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng gắng sức kéo tay của Chu lão thái gia ra được. Bà tử cũng chạy tới đây. Bọn hạ nhân chen chúc bên giường, hô hào hò hét túm kéo lung tung. Chu lão phu nhân thấy đầu như muốn nổ tung, cuối cùng Chu lão thái gia cũng buông lòng tay, người cứng đờ ngã xuống. Nha hoàn chạy tới đỡ Chu lão phu nhân, Chu lão phu nhân được buông ra thì cũng không còn sức, chân mềm nhũn ngã khỏi giường. Thân mama nghe tin chạy tới, thấy tình hình này cũng chỉ sững người chốc lát rồi vội vã bảo người đi mời tang trung, nhanh tên. Đừng lề mề nữa, hôm sau trời còn chưa sáng thì đã có tin từ y viện của chu lão phu nhân và chu lão thái gia chu thập cửu rửa mặt xong rồi ngồi xuống cạnh giường lâm dị hai người nghe kể lại chuyện tối quá bạn đang nghe chuyện trên kênh holic audio chương 298, giận bạch thược nói lúc lang trung vào phù thì và tạo thái gia đã bất tỉnh rồi lão phu nhân vẫn ổn chỉ là cổ họng bị thương nên bị khàn giọng lâm di nhìn chu thập cửu quận vương gia nên đi thăm lão thái gia. Tối qua không có người đến bẩm báo, bây giờ biết rồi thì cũng nên đi thăm. Chu thập cửu gật đầu, để ta sang đó sao? Nói rồi chẳng sờ lâm gì, cảm thấy tay nàng ấm áp thì mới buông ra, ngẩng đầu cười khẽ. Một lát nữa bảo hạ nhân cầm thiếp mời đi mời ngày tới chữa trị cho thúc thầm. Lâm Di hiểu ý Chu Thập Cửu, lần trước lúc phát hiện nàng mang thai, chẳng phải chu lão phu nhân cũng ẩm ý mời lang trung vài ngày đến xem ư chu thập cửu vẫn luôn khá phóng khoáng trên chính trường nhưng có lúc cũng rất nhỏ mọn chẳng qua nếu bàn về chuyện có thù tất báo thì người này thật sự giống hệt nàng chu thập cửu qua thăm chu lão thái gia và chu lão phu nhân xong bèn đi thẳng vào chiều cùng mama thăm dò tin tức rồi về kể cho lâm di nghe nghe nói tối qua lão thái gia đột nhiên ngồi dậy dọa nha hoàn trực đêm giật nảy mình nên mới ồn ào tới chỗ lão phu nhân lão phu nhân bưng đèn qua xem thì lão thái gia vươn tay bóp cổ lão phu nhân còn mắng bà ấy là độ đàn bà ác độc lâm di cần chén trà táo lên nhấp một hớp nha hoàn trực đêm nói thế nào sao lão thái gia lại bỗng nhiên ngồi dậy được cùng ma ma nhỏ giọng đáp kim xuyến và ngân xuyến đang nói chuyện về đại thái thái kim xuyến thấy bóng trong rèm thì giật nảy mình tưởng là hồn ma của đại thái thái ngân xuyền cũng cảm giác thấy cổ tay bị ai túm lấy hai đứa nha hoàn hốt hoảng hét lên về sau tỉnh táo lại mới nhận ra là lão thái gia lão thái gia nằm liệt trên giường bình thường ăn uống cũng phải cậy miệng mà đút ai ngờ được ông sẽ bỗng nhiên ngồi dậy chứ còn đưa tay túm người hai đứa nha hoàn kêu to cũng là điều dễ hiểu lão thái gia mắng lão phu nhân là đồ ác độc có lẽ là do chuyện hai đứa nha hoàn nói về chân thị. Chuyện này thế nào cũng bị truyền ra ngoài cho mà xem, Chu lão phu nhân không thể nào thoát được trách nhiệm về chuyện của chân thị nữa rồi. Cùng mama nói, người không thấy đâu, tay của lão thái gia bị lão phu nhân cho đến nỗi máu thịt be bét. Có thể khiến một người bệnh liệt giường trở nên như thế, chứng tỏ lão thái gia hận lão phu nhân đến tận xương. Nếu như lão thái gia còn khỏe mạnh Nói không chừng lão phu nhân đã sớm bị bỏ rồi. Lâm Di nhìn cùng mama, "Mama hãy sai người về nhà tổ, nói cho nhị thái thái biết chuyện vừa xảy ra giữa lão thái gia và lão phu nhân." Cùng mama giật mình, "Chắc lão phu nhân đã cho người về nhà tổ thông báo rồi." Lâm Di cười nói, "Khác nhau chứ, nhị thái thái là con dâu của lão phu nhân, cũng là chị dâu của ta, chúng ta qua nói một tiếng cũng không hại gì." Cùng mama đi sắp xếp vợ cùng nhị đến trải tóc cho Lâm Di. Một lúc sau thì ngày tới bắt mạch cho lão thái gia và lão phu nhân. Xuyến thấy bóng trong rèm thì giật nảy mình, tưởng là hồn ma của đại thái thái. Ngân Xuyến cũng cảm giác thấy cổ tay bị ai túm lấy, hai đứa nha hoàn hốt hoảng hét lên, về sau tỉnh táo lại mới nhận ra là lão thái gia. Lão thái gia nằm liệt trên giường, bình thường ăn uống cũng phải cậy miệng mà đút, ai ngờ được ông sẽ bỗng nhiên ngồi dậy chứ. Còn đưa tay túm người, hai đứa nha hoàn kêu to cũng là điều dễ hiểu. Lão thái gia mắng lão phu nhân là đồ ác độc, có lẽ là do chuyện hai đứa nha hoàn nói về chân thị. Chuyện này thế nào cũng bị truyền ra ngoài cho mà xem, Chu lão phu nhân không thể nào thoát được trách nhiệm về chuyện của chân thị nữa rồi. Cùng mama nói, người không thấy đâu, tay của lão thái gia bị lão phu nhân cho đến nỗi máu thịt be bét. Có thể khiến một người bệnh liệt giường trở nên như thế. Chứng tỏ lão thái gia hận lão phu nhân đến tận xương. Nếu như lão thái gia còn khỏe mạnh, nói không chừng lão phu nhân đã sớm bị bỏ rồi. Lâm Di nhìn cùng mama, "Mama hãy sai người về nhà tổ, nói cho nhị thái thái biết chuyện vừa xảy ra giữa lão thái gia và lão phu nhân." Cùng mama giật mình, "Chắc lão phu nhân đã cho người về nhà tổ thông báo rồi." Lâm Di cười nói, "Khác nhau chứ, nhị thái thái là con dâu của lão phu nhân." cũng là chị dâu của ta, chúng ta qua nói một tiếng cũng không hại gì. Cùng mama đi sắp xếp, vợ cùng nhị đến trải tóc cho Lâm Di. Một lúc sau thì ngày tới bắt mạch cho lão thái gia và lão phu nhân. Lúc ngày kê đơn thuốc, cũng mama đến bẩm báo, lão thái gia bị nghẹn đờm trong họng, rất nguy hiểm, phải trị ngay mới ổn. Còn lão phu nhân thì chỉ bị kinh sợ thôi, ngày chỉ kế thuốc an thần. Dùng một chút bà mới nói tiếp, thân ma ma còn đuổi theo hỏi han xem lão phu nhân có cần phải nghỉ ngơi tính dưỡng không. Thân ma ma đang muốn ngụy nói bệnh của lão phu nhân nặng hơn chút, nếu như lão phu nhân bệnh nặng thì chẳng những thu được sự đồng tình mà còn đỡ mất thanh danh. Lâm Di nói, nói với ngự y rằng bất kể lão thái gia phải dùng thuốc gì, chúng ta đều sẽ cố gắng tìm cách kiểm đủ. chương 299, Tang, 1. Ngự y kê đơn thuốc, phải dùng bí dược mà phủ nội vụ đưa tới có một số thuốc, trong phủ không có nên Lâm Di sai người đưa phương thuốc cho Chu thập Cửu, hồi xem quận vương gia có cách nào lấy từ phủ nội vụ không. Một lát sau, nhị thái thái Quách thị từ nhà tổ chạy tới. Bụng Quách thị đã nhô cao, gương mặt trắng mịn lúc trước nay nổi đầy tàn nhang, tựa như vừa đi qua bão cát mà không rửa mặt sạch sẽ. Quách thị được hai nha hoàn đỡ, chậm rãi đi vào nhị tiền viện. Quách Thị nhìn thấy Lâm Di đang ngồi trong buồng sưởi phía đông bèn tiến lên hành lễ. Lâm Di vội vàng để cùng Mama đỡ Quách Thị lên. Quách Thị hỏi với vẻ mặt lo lắng, Ngự Y nói sao? Lâm Di nhìn cùng Mama, cùng Mama thuật lại nguyên văn lời của Ngụy. Quách Thị nghe thế thì mím môi, một lúc sau mới nói, vậy phải làm sao bây giờ? Quách Thị hỏi Lâm Di cách giải quyết toàn bộ sự việc, nhưng Lâm Di cố ý chỉ nhắc tới chứng bệnh. Lâm Di gọi người thêm than vào lò sưởi tay cho Quách Thị, đã bảo người đưa phương thuốc cho quận vương ra rồi, nếu trong nhà không đủ thuốc thì có thể lấy từ phủ nội vụ. Nghe thế Quách Thị cũng không ngạc nhiên mà chỉ im lặng gật đầu, ta đã nói với Nguyễn Quý rồi, Nguyễn Quý muốn vào phủ chăm sóc bên giường phụ mẫu. Chù Nguyễn Quý muốn chăm sóc là chuyện tốt, Lâm Di không thể ngăn cản nên gật đầu nói, ta sẽ bảo người dọn dẹp viện từ phía Tây. Quách Thị vội vàng xua tay, không cần không cần ở trong phòng của lão thái gia là được phù thê chu nguyễn quý có vẻ như một lòng muốn hiểu thuận trường bối không như chu nguyễn cảnh và đại thái thái cứ chăm chăm mưu tình lợi ích quách thị nói đến đây rồi đứng dậy ta sang phòng của lão thái gia và lão phu nhân đây quách thị chẳng hề nhắc tới chuyện của đại thái thái chân thị đây mới được xem là người thông minh có thể tránh thì nên tránh cùng ma ma tiễn quách thị ra ngoài Quách thị đi một lúc thì có tin tức truyền tới từ Tam Tiến Viện, lão thái gia bị méo miệng, ngày bảo là dấu hiệu của trúng gió, đã cho uống thuốc rồi, lát nữa ngày phải chăm cứu. Trúng gió à, lão thái gia đã bệnh đến nông nỗi này rồi, lại thêm trúng gió thì khác gì nhà rột còn gặp mưa đâu. Cho dù chữa trị kịp thời cũng không chắc rằng ông có thể chịu được. Lâm Di nhìn cùng mama, ta phải qua xe một chút, gọi người mang kiệu liên tới đây đưa ta sang đó cũng mama hơi lo lắng, việc này lỡ đầu xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa bên kia đang rất hỗn loạn, quận vương phi qua đó chỉ sợ cũng không trông nom được gì. Lâm Di lắc đầu, không sao đâu, sức khỏe của ta đã tốt hơn nhiều, trước khi ngự y kê đơn thuốc ta còn xuống giường đi lại được mà, giờ đã nghỉ ngơi nhiều ngày thế rồi, chẳng lẽ còn không bằng lúc trước hay sao? Cùng mama lo lắng, Bạch Thược cũng cảm thấy không ổn. Lâm Di nói mang thêm mấy hạ nhân là được, có chuyện gì cũng có thể ngăn lại kịp. Thấy không khuyên được nàng, cùng ma mới sai người đi chuẩn bị kiểu, bạch thược chỉ huy quất hồng và linh lung lấy áo lông cừu của lâm di ra, hầu hạ nàng mặc vào. Một lát sau kiểu đã đến cổng, cùng ma ma dứt khoát bảo bà tử khiêng vào, rồi đỡ lâm di ngồi lên. Chậm thôi, cẩn thận một chút, cũng ma ma đi bên cạnh dặn dò, mấy người quất hồng cũng rất căng thẳng hai viện từ cách nhau không xa, chỉ cần qua cửa vòm rồi đi thêm một đoạn hành cang nữa là tới. Quách thị và thân mama nghe nói Lâm Di sắp tới, đều đứng chờ ở cửa. Cùng mama sắp xếp đưa kiệu của Lâm Di vào tận phòng mới dừng lại hỏi ngay là có mùi thuốc nào hại cho phụ nữ có thai không, sau đó mới dìu Lâm Di vào phòng trong thăm lão thái gia. Lão thái gia mở hờ mắt, ánh mắt mông lung, há to miệng thỉnh thoảng lại u ở vài tiếng, cơ thể gầy trơ xương nằm vùi trong chăn không thể động đậy. Cũng khó trách hai đứa nha hoàn nhìn thấy ông ngồi dậy lại tưởng là ma quỷ, bệnh đến nước này rồi thì sao có thể tự mình đứng dậy được cơ chứ? Cùng mama lấy ghế mềm ra để Lâm Di ngồi xuống. Sao rồi, Lâm Di hỏi ngày, có chuyển biến tốt đẹp gì không? Ngày lắc đầu, bệnh cũ của lão thái gia vốn đã hao tổn khí huyết rồi, giờ lại bị trúng gió. Chỉ đành nỗ lực hết sức thôi, có thể sống thêm ngày nào hay ngày đó. Nếu có thể sống qua mùa xuân năm sau thì nói không chừng vẫn có thể ổn định lại. Lâm Di nhìn lão thái gia, nha hoàn đứng bên giường đang không ngừng cầm khăn lau nước rãi bên khóe miệng ông. Ngụy nói tiếp, trong phủ cũng nên chuẩn bị đi, lúc nào cũng phải có người bên cạnh lão thái gia, không bằng mời lang trung ở lại trong phòng, nếu tình xuống xấu đi cũng có thể kịp thời thông báo. Lâm Di gật đầu, dặn dò cùng mama, cứ làm theo lời ngụy nói, mời vị lang trung lúc trước xe mạch cho lão thái gia vào phù. Dứt lời nàng lại quay người nhìn ngay, còn bệnh của lão phu nhân thế nào? Ngày củi đầu nói, không có gì đáng ngại, phải nghỉ ngơi cho tốt, không nên vất vả. Trưởng bởi nhà ai mà chẳng như thế? Lâm Di và Quách Thị đi vào buồng lò sưởi phía đông thăm lão phu nhân. Lão phu nhân nằm trên giường, sắc mặt rất xấu đang muốn ngồi dậy đi xem lão thái gia thì thân mama đứng bên cạnh lại khuyên, cho dù muốn đi qua nhìn thì cũng phải chờ một chút, ngậy nói người uống thuốc xong phải nắm hai canh giờ mới được động đậy. Búi tóc của lão phu nhân hơi rối, trên mặt chẳng còn chút phấn son nào, giống như già đi mười mấy tuổi. Quách thị cũng đi tới trước khuyên nhủ, Lâm Di ngồi xuống nói, thẩm nương cứ nghỉ ngơi đi, bên thuốc phụ con ngự chăm sóc rồi nước mắt của lão phu nhân chảy dài theo những vết hằn sâu trên gương mặt trong mắt tràn đầy sự đau khổ mấy đứa không nên ngăn cản ta cử để chúng ta đi chung với nhau là được nếu như ông ấy đi trước ta sống cũng chỉ là tạm bợ mà thôi nói rồi bà ta mồi dậy ta ở lại trong phòng thì có thể sống yên ổn hay sao chăng bằng đi tới trước giường ông ấy chăm sóc bạn già quách thị và thân mama ma vẫn cố gắng khuyên nhủ lâm di không nói lời nào nàng được cùng ma ma và quất hồng kẹp ở giữa che chở cuối cùng lão phu nhân cũng đứng dậy đi vào phòng trong lão thái gia không tỉnh táo không phân biệt được ai với ai cho dù lão phu nhân nói gì cũng chẳng có chút phản ứng chính vì thế nên thân ma ma mới dám để cho lão phu nhân bước tới nếu không cái cảnh tối hôm trước lại xảy ra trước mặt bao người thanh danh và mặt mũi của lão phu nhân sẽ chẳng còn gì cả cũng ma ma sợ lâm di không chịu nổi bà bước lên phía trước nói hay chúng ta trở về đi cứ ngồi đây thế này cũng chẳng giúp được gì lâm di bước đến bên giường của lão thái gia nhìn xem dường như lão thái gia tại yếu hơn rồi lão phu nhân đang chăm chú nắm chặt tay của lão thái gia hình như tay đang ấm tên này có phải là chuyển biến tốt hay không tỏ vẻ như bà ta rất hy vọng bệnh của lão thái gia có thể đỡ hơn Lâm Di đi đến giường Quý phi trong phòng rồi nằm dựa xuống, sai bảo Quất Hồng lấy thuốc và canh của ta tới đây. Bây giờ cũng không phải là túc nên đi về. Mặc dù Chu Thập Cửu không nói về lão thái gia trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn biết rất rõ vị trí của ông trong lòng Chu Thập Cửu, cho nên những lúc quan trọng như thế này, nàng không thể nào bỏ mặc chẳng quan tâm ông. Lâm Di cẩn thận dặn dò cùng mama để bà tử nhìn chăm chăm có gì không đúng thì lập tức sai người đến nha môn gọi quận vương gia về. Lão thái gia có ơn dưỡng dục với quận vương gia, quận vương gia nhất định phải làm tròn đạo hiếu. Cùng mama hiểu ý của Lâm Di, quận vương phi để ý quận vương gia nên mới như thế, nô tỳ ngu dốt, không nhìn rõ bằng quận vương phi. Cùng mama một lòng để ý nàng và đứa bé trong bụng, cho nên luôn đặt nàng lên trên hết mọi thứ, sợ nàng xảy ra chuyện gì không hay. Quận vương phi tới lão phu nhân nên sắp xếp một gian phòng sửa để quận vương phi nghỉ ngơi mới đúng mà mà không yên tâm thì để hồ đào ở lại trông coi viện gọi mấy nha đầu còn lại đến đây hầu hạ đi tuy nơi này là chỗ ở của lão thái gia và lão phu nhân nhưng đến cùng vẫn thuộc phủ khang quận vương mặc kệ lão phu nhân có sắp xếp hay không nàng đều có quyền lưu lại chưa kể bây giờ lão phu nhân còn chẳng thể bảo vệ được mình sao rảnh mà nghĩ tới những chuyện này cơ chứ ngoài việc đổi chỗ nằm khác, bên cạnh đều là những người thân cận, nên Lâm Di cảm thấy rất yên tâm, uống thuốc xong lại uống canh bổ. Lâm Di vừa cầm lấy lò sưởi tay mà Bạch Thược đưa thì cũng ma ma chạy tới, e rằng không xong rồi. Lâm Di chống người ngồi dậy, sai người đi gọi quận vương gia về. Cùng ma ma gật đầu, nô tỳ đi ngay, sắp xếp người đi thông báo xong, cùng ma ma quay về an ủi Lâm Di, người yên tâm, quận vương gia chắc chắn sẽ về kịp. Trong nhà vẫn còn được hoàn bảo mệnh, đã đút cho lão thái gia uống rồi. Mấy năm nay lão thái gia đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm mấy lần, đều được cho uống thuốc bảo mệnh. Bởi thế nên thuốc đó có tác dụng với người khác, nhưng với lão thái gia thì chưa hẳn. Lâm Di để cùng mama đỡ mình đi tới trước giường lão thái gia. Lão phu nhân ngồi đó không rời. Lâm Di nhìn Quách thị, Quách thị cũng khó xử lắc đầu bây giờ không phải là lúc nên rể ra, chẳng lẽ lão phu nhân vì cứu vớt thanh danh tối qua của mình mà ngay cả quần áo khâm liệm của lão thái gia cũng không chịu lấy ra ư? Thẩm nương, lầm gì khẽ hỏi, có lấy quần áo của túc phụ ra thay không ạ? À? Mắt của chu lão phu nhân đỏ rực, nói với giọng khàn khàn, không sao đâu, biết bao lần ông ấy đều có thể vượt qua, lần này chắc chắn cũng sẽ không sao. Thần ma ma khom người khuyên, lấy ra sẵn vẫn tốt hơn có chuẩn bị vẫn hơn không? Lời này như đâm thẳng vào chỗ đau của chu lão phu nhân, bà ta nghẹn ngào một lúc lâu không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Thân mama thở phào, sai người đi sắp xếp. Mọi người ngồi bên giường trông no một lúc, cùng mama nói nhỏ vào tại lâm di, quận vương ra tiến cung rồi, đồng ninh chờ ở ngoài cung, chỉ cần quân vương ra xuất cung thì sẽ về phủ ngay. Nghe thể lâm di nhìn lão thái gia đang nằm trên giường, chỉ mong lão thái gia có thể gắng gượng thêm mấy ngày như mọi người nghĩ rèm trong phòng được vén lên chu nguyễn quý chạy nhanh về phía giường quỳ gối khóc lóc lão phu nhân không thốt lên lời vươn tay nắm lấy bả vai của con trai một lúc lâu sau mới nặn ra được mấy chữ di đi xem xem mấy tấm ván có còn treo đó không chu nguyễn quý vâng một tiếng đang định đứng dậy thì lão thái gia nằm trên giường khẽ chớp mắt cổ mở mắt to hơn mọi người thấy cảnh này thì đều sợ là hồi quang phản chiếu tất cả lẳng lặng nhìn về phía giường không dám nhúc nhích lão phu nhân vội vàng đẩy chu nguyễn quý lên trước mau mau nói chuyện với phụ thân con mau nói đi chu nguyễn quý há to miệng trong thoáng chốc không biết nên nói gì cho phải sắc mặt trắng bệnh của lão thái gia như hồng hào hơn ông mở to đôi mắt mông cung nhìn quanh lão phu nhân kêu lên chu triệu hữu Ông mau nhìn đi, con trai đang ở cạnh ông đây này, có gì muốn nói thì mau nói với con đi. Lão phu nhân. Trù Nguyễn Quý bị lão phu nhân đẩy lên phía trước, hắn ngồi quỳ, run rẩy nắm chặt tay của lão thái gia, vừa vặn ngăn trước mặt e lâm di nhìn lão phu nhân, phu thê chung chăn gối mấy chục năm trời mà nay cúc lâm chung cũng chẳng dám tiến lên nói chuyện, lão phu nhân đã mất sạch thanh danh rồi mà vẫn không tự biết. Chương 300, tang 2 Chu Nguyễn Quý cảm thấy đỉnh đầu bị mẫu thân ấn tới mức tê dần hắn lập tức cúi đầu bên giường, bên tai là tiếng thúc giục của mẫu thân, nhanh. Nhanh lên! Chu Nguyễn Quý chỉ muốn im lặng nhìn phụ thân cho ông chút hơi thở cuối cùng mà thôi. Bao năm qua phụ thân bệnh nặng nằm liệt giường, trong lòng hắn đã sớm nghĩ tới cảnh này vô số lần rồi, nhưng tới lúc nó xảy ra thật, hắn cũng chỉ biết nhìn mà không thốt được lời nào. Mẫu thân ầm ĩ gào thét như thể khiến lòng hắn nảy sinh một sự mâu thuẫn, làm cách nào cũng không mở miệng được. Lão thái gia nhìn Chu Nguyễn Quý, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ run rẩy vuốt tay hắn hai lần. Lúc này nước mắt của Chu Nguyễn Quý bắt đầu tuôn ra, không thể ngăn lại được, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, phụ thân. Người đừng, đừng mà, người còn chưa nhìn thấy cháu trai đâu. Lâm Di nhìn Chu Nguyễn Quỷ khóc đến nỗi ngồi khuỵu xuống, khỏe mắt của Chu lão thái gia cũng có nước mắt chảy ra. Ông cố gắng hé miệng nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ở khó nghe, gắng gượng một lát mặt mày ông đã đỏ ửng cả lên. Thân ma ma kéo lão phu nhân, lão phu nhân nói với giọng điệu đau buồn, mau đi lấy quần áo đến, để Nguyễn Quý thay cho lão thái gia đi. Lâm Di và Quách Thị tôi sang một bên, Bọn hạ nhân lấy nước tới cao người cho Chu lão thái gia, Chu Nguyễn Quý cầm quần áo đều đã mặc xong hết rồi. Đám bà tử lắp sẵn giường liệm đặt dưới đất, Lâm Di và Quách thị trải đệm chăn lên. Chu lão thái gia nằm trên giường hừ hừ hai tiếng, Lâm Di nhìn cùng mama, cùng mama lập tức bước tới đỡ nàng đi tới bên giường. Hơi thở của Chu lão thái gia dần dần trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn đang đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó chu nguyễn quý đau buồn nói phụ thân người đang tìm đại ca sao đại ca ra khỏi thanh rồi người đừng tìm nữa chu lão thái gia nghe thấy lời này thì khép hờ mắt nhưng vẫn đảo quanh tìm kiếm trong đám người lâm di bước lên trước nhỏ giọng hỏi lão thái gia có phải người đang tìm chu nguyên triệt không ánh mắt của chu lão thái gia dừng lại chu nguyễn quý cũng quay đầu nhìn lâm di thấy lâm di gật đầu thì vội vàng đứng dậy lui về sau để nàng bước tới vừa lui lại chu nguyễn quý bỗng cảm giác cánh tay đau đớn hắn quay đầu nhìn thì thấy chu lão phu nhân đang ra sức cẩu véo tay hắn chu nguyễn quý không thèm để ý vội vàng quay đầu lại nhìn chu lão thái gia chằm chằm lâm di chậm rãi quỳ xuống cầm lấy cánh tay gầy guộc của chu lão thái gia thúc phụ gia nhân đi gọi nguyên triệt về rồi nhưng nguyên triệt đã vào cung người gắng chờ chàng một chút thấy chu lão thái gia nhìn nàng lâm di bèn nói Cháu là vợ của Nguyễn Triệt, Trần Thị. Mặc dù nàng thường xuyên tới thăm lão thái gia, nhưng lúc này ông đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Đôi mắt già nua của Chu lão thái gia chợt trở chợ nên hiền hòa. Nguyên Triệt cũng rất lo lắng cho túc phủ, sáng nay cũng qua thăm thúc phụ rồi mới đi, chẳng qua mấy ngày nay chàng bận rộn chính vụ. Nghe thấy Lâm Di nói đến Chu thập cửu, ánh mắt Chu lão thái gia vừa không nỡ vừa áy náy. Ông nhìn chằm chằm Chu Nguyễn Quý mấy giây rồi lại quay sang nhìn Lâm Di. Lâm Di gật đầu, người yên tâm đi thúc phủ, cháu sẽ nói với quận vương gia. Toàn ca đã được nhũ mẫu am tới, lão thái gia không nhìn thằng bé mà vẫn nhìn Lâm Di chằm chằm. Lâm Di cũng nhìn ông, người yên tâm đi, lúc này lão thái gia mới dốc hết sức gật đầu, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng vẫn không nói được chữ nào. Nước mắt của Lâm Di bất chi bất giác rơi xuống. Cuối cùng Chu thập Cửu cũng đã bỏ lỡ giây phút này, ông trời quá bất công với chàng, khiến chàng bị kẹt ở trong cung, không về kịp. Lâm Di nhìn cùng mama, còn miếng nhân sâm nào không? Lấy một miếng tới đây, nàng vừa dứt lời thì có một ánh mắt hung ác bắn tới, Lâm Di không thèm né tránh, cứ thể nhìn thẳng. Ánh mắt của Chu lão phu nhân trở nên vô cùng đau thương, nên để cho lão thái gia yên ổn mà đi thôi cùng ma ma lấy miếng nhân sâm và canh sâm tới thân ma ma định đi qua nhận lấy miệng của lão thái gia đã cứng đờ rồi sao mà cho ăn được lúc này nên hạ tịch rồi đừng có rề già nữa quận vương gia vẫn chưa trở về lâm di đứng dậy vươn tay lấy canh sâm từ cùng ma ma lão thái gia muốn gặp quận vương gia lần cuối chúng ta nên tìm cách giúp lão thái gia gắng gượng một chút chu toàn tình nghĩ phụ tử lâm di nói rồi nhìn chu nguyên quý chu nguyễn quý cũng không nghĩ gì khác chỉ cảm thấy lâm di nói đúng cử thử một chút nếu không thử thì phụ thân đi cũng tiếc nuối thân Mama biết ý của chu lão phu nhân lão thái gia đã che chở quận vương gia nhiều năm như thế giờ đến lúc chết cũng chẳng thèm ngó cháu trai mà lại muốn gắng gượng để gặp quận vương gia một lần cho dù là ai đứng ở lập trường của lão phu nhân cũng đều không nuốt nổi cục tức này thân ma đỡ lấy lão phu nhân đứng ở bên cạnh cùng mama giúp lâm di cho lão thái gia uống canh sâm cổ họng của lão thái gia không động đẩy không biết là có uống được miếng nào không nước canh trong miệng không nhả ra cũng không nuốt vào lâm di tự tay để miếng nhân sâm vào dưới lưỡi của lão thái gia chu nguyễn quý qua đỡ ông mặc lớp quần áo cuối cùng chuẩn bị hạ tịch thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân lâm di nhìn thấy ủng quan thêu mây bước vào thì thở dài một hơi Chu Thập Cửu chạy nhanh vào giường. Lâm Di nhìn Chu lão thái gia, thúc phụ, nguyên triệt về rồi, người mở mắt nhìn xem đi. Chu Thập Cửu bình tĩnh đứng đó, trên mặt không có cảm xúc gì, ánh mắt cũng rất bình thản, không hề dao động. Lâm Di kéo nhẹ tay chàng, thúc phụ vẫn luôn chờ chàng. Chu Thập Cửu quỳ gối xuống, đưa tay nắm lấy đôi tay khô cong của lão thái gia. Mí mắt của lão thái gia chớp chớp, rồi ông phun ra một hơi tựa như là thở dài, từ đó không còn thở nữa. Chu thập cửu như sững lại, không nhúc nhích. Lâm gì cũng không tuyên bố lão thái gia đã từ trần, cho tới khi chu thập cửu lấy lại tinh thần gọi chu Nguyễn Quý đi tới hạ tịch, nàng mới dặn dò cùng ma ma, bảo quản sự mở hết cửa trong phủ ra, dùng vải trắng bao phủ, mọi người đổi sang đồ tang, sai hạ nhân đi báo tang đi. Cùng ma ma thưa vâng. Lâm Di lấy tấm ngọc bài bên hông đưa cho cùng ma ma để bà sai bảo hạ nhân làm việc, lại sai người mời hiền quận Vương Phi, tường thị vợ Nguyên Kỳ và mấy vị phu nhân tôn thất để giúp đỡ. Cổng chính đã dựng rèm tang, mọi người trong nhà cũng đã đổi đồ tang, dạp tang cũng đã được dựng lên. Lâm Di sắp xếp linh cữu xong xuôi mới thấy chân mỏi như, vội vàng bảo cùng ma ma gọi kiệu tới để về buồng sưởi phòng mình nghỉ ngơi. Chừng một canh giờ trôi qua, nhiều người trong tôn thất doanh tới viếng, bọn vãn bối mặc đồ tang canh linh cữu, lễ hộ dâng tấu mời hoàng thượng, dựa theo đại tang tổn thất, lễ bộ chủ tế. Tưởng thị thay đồ tang ở cửa thủy hoa, đi vào phòng Lâm Di. Lâm Di đang dựa trên giường nghỉ ngơi. Tưởng thị nói, nghe nói tang sự do muội sắp xếp. Lâm Di gật đầu, tưởng thị cầm tay Lâm Di, sao muội làm thế? Bảo thai đã không ổn lại còn tất cả mọi người cho rằng tang sự có thể ảnh hưởng tới hài tử trong bụng, huống chi bào thai của nàng đã không ổn, còn chưa đủ ba tháng, không sao. Lâm Di nói, lão thái gia đã lớn tuổi rồi, là hy tang. Tưởng thị thở dài, ta cũng không tin vào quỷ thần, ý ta là muội vẫn còn quá yếu, không nên vất vả như thế. Lâm Di mìm cười nhìn tưởng thị, cho nên mới mời tỷ tới giúp đỡ đây. Lão thái gia của chúng ta bối phận lớn, không ít vãn bối trong tôn thất doanh đều tới vúng viếng, tôn thất doanh cũng sai hạ nhân tới giúp đỡ, ta ở trong phòng đến cùng cũng chẳng giúp được gì. Tưởng thị đưa tay vào túi sười làm bằng da hổ, muội yên tâm, ta sẽ cố gắng. Nhà họ tưởng là một gia tộc lớn, tướng thị cũng đã từng gặp qua tình cảnh này, chắc chắn có thể giúp đỡ trông non. Hai người đang nói chuyện thì quân sự đến báo rằng phủ tín thân vương đưa nam bộc và hầu gái tới chờ sai bảo. Quản sự đi tới phòng Lâm Di đưa danh sách trước, Lâm Di và tướng thị bố trí công việc cho mọi người. Chờ tất cả quản sự lui xuống, Tưởng thị mới nói nhỏ, "Quản sự phụ tín thân vương tới gặp muội, chứ không phải gặp lão phu nhân. Lão thái gia vừa chết, mọi người cũng đã biết chuyện xảy ra tối hôm qua." Tưởng thị nói, nghe hai đứa nha hoàn bảo là vốn tưởng hồn ma của đại thái thái chân thị hiện về, nên mới hết ầm lên thế. Lâm Di không mắt lời Tưởng thị tưởng thị kinh ngạc nói vậy thì chắc chắn vì nghe nói tới nguyên nhân cái chết của chân thị lão thái gia mới bị trúng gió có lẽ là ấy hai nha hoàn trực đêm nói thì thầm không ngờ bị lão thái gia nằm trên giường nghe thấy được bây giờ tất cả mọi người đều tin rằng lão phu nhân vì cứu chu nguyễn cảnh nên thuê người trộm đầu lâu của chân thị đi mất cho nên lão thái gia mới mắng lão phu nhân là đồ ác độc tưởng thị nhìn ra ngoài cửa sổ lần này bà ta chẳng làm khó dễ được muội nữa rồi. Mặc dù tất cả con dâu đều biết phụng dưỡng trưởng bối rất khó khăn, nhưng lấy lòng người có quan hệ huyết thống vẫn đơn giản hơn nhiều, nếu bên cạnh lúc nào cũng có người theo dõi thì mới đáng sợ. Bây giờ lão phu nhân đang cố gắng tìm cách bảo vệ mình, thuyết phục rằng cái chết của chân thị không liên quan đến bà ta, và lão thái gia không phải vì thế mới bị tức chết. Tưởng thị đứng dậy ra ngoài trông non. Lâm Di và Mama quản sự trong phủ đối chiếu chi tiêu một lần, để cùng Mama lấy ngọc bài đi làm việc. Cùng Mama kể, nhị thái thái cũng lấy bạc ra, nói là trước đó đã chuẩn bị cho lão thái gia rồi, trong phòng của lão phu nhân vẫn còn một chút, hai khoản cộng lại chắc cũng đủ. Lâm Di nói, còn phải khen thưởng cho hạ nhân trong phủ nữa, bây giờ tôn thất danh có nói đưa bạc tới cũng chẳng đưa liền đầu, nếu không kịp thì cứ cầm đồ đi đổi bạc trước đợi xong việc rồi bổ sung xong. Cùng mama hiểu ý của Lâm Di, nàng muốn làm tang lễ tương tất nhất có thể. Lâm Di ngước nhìn cùng mama, năm đó thúc phụ đã dốc toàn lực giúp đỡ nhà quận vương gia, nuôi dưỡng quận vương gia trưởng thành, lúc thúc phụ bệnh chúng ta lại không làm gì được, bây giờ thúc phụ đi rồi, chúng ta cũng chỉ có thể cho ngày ấy chút vẻ vang cuối cùng mà thôi, như đối đãi với trưởng bối thật sự vậy. Ý của quận Vương Phi là phải đối xử với lão Thái Gia như đối xử với phụ thân của khang quận Vương Gia vậy. Sau khi gả vào phủ quận Vương, quận Vương Phi rất để ý đến bệnh tình của lão Thái Gia. Mỗi lần ngực y vào bắt mạch, quận Vương Phi đều bảo bà đến hỏi thăm kỹ càng. Cũng ma ma nói, mọi thứ sẽ được sắp xếp đầu vào đó, quận Vương Phi yên tâm. Không phải làm ra vẻ cho người khác nhìn, mà cả để tình nghĩa phụ tử giữa Chu Thập Cửu và lão Thái Gia được trọn vẹn cũng ma ma khom người tôi xuống. Lâm Di cật danh sách trong tay xem có gì sai sót không quất hồng đứng ngoài cửa uốn gửi nhún người hành lễ, quận vương ra. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.